mà những cái thông báo mà bị bệnh này, lúc đó còn trẻ thấy nói chung là hoang mang lắm, đâu biết bệnh gì đâu, mà khoảng thời gian đầu thì có vợ với gia đình ở bên, còn bây giờ thì, chia tay vợ rồi, còn gia đình thôi Dạ. ấy, chung chị với ông già vừa bị bệnh mà rồi được năm cái vợ cũng chia tay thì nó tinh thần suy sụp, mà nghĩ tới con cái nên cố gắng sống. Dạ. Thay vì chọn chạy thận ở tay như nhiều người, anh Cao Văn Hiếu, 33 tuổi, là đối tác tài xế Gojek, chọn phương pháp lọc màng bụng, thẩm phân phúc mạc để vẫn còn đôi tay khỏe, tiếp tục lao động kiếm tiền mà sống. Nhưng lọc màng bụng cũng đồng nghĩa với tỷ lệ rủi ro nhiễm trùng cao hơn. Mỗi ngày, anh chạy xe được vài tiếng lại phải vòng về nhà để lọc màng bụng. Ngày nào anh cũng mang bịch nước mua ở bệnh viện theo bên người. Để lỡ có chạy xa nhà không về kịp thì tấp vào chỗ nào đó ngồi lọc màng bụng ngay bên đường. Tại bây giờ là tôi đang bị nhiễm trùng, cũng hết một tháng rồi mà chưa điều trị xong, do điều kiện kinh tế khó khăn quá, không có khả năng nằm viện nữa nên tôi phải về nhà nằm đó chờ có tiền rồi mới nhập viện lại. Vì con mà sống, nhưng mấy năm rồi anh Hiếu chưa được về gặp mặt con đang sống ở quê Quảng Nam, dù lòng lúc nào cũng nhớ quay quắt, nguyên nhân bởi do dịch bệnh Covid-19 và điều kiện kinh tế không cho phép. Mình cũng giống làm cha làm mẹ, không biết là với con cái mà xa không có ai chịu nổi, cứ đường nó nội ra ngoài đường gặp đứa trẻ nào cũng thấy nhớ con mình hết, khóc hoài đi khóc, thấy đứa mới thích ra ngoài sinh chịu không nổi khóc hoài. Suốt nhiều năm qua, tiền thuốc men, viện phí đều do anh Hiếu vừa chạy xe vừa trang trải. Nay ngay cả việc đi lại còn khó, thì biết đến khi nào mới có tiền mà nhập viện. Hôm nay ở nhà, anh Hiếu phải chịu đựng những cơn đau quặn thắt mỗi lúc một dồn dập. Thời gian gần đây, vì dịch Covid-19, những cuốc xe dần ít đi khiến cuộc sống của anh càng thêm khó khăn. Có mấy lần đi giao đồ ăn, trời có nhiều người khách ra ngồi đợi mình, tầm mưa tầm tã thì ngồi đợi mình tới giao đồ ăn, rồi nói chuyện nhỏ nhẹ rồi hỏi thăm mình nữa, nở nụ cười với mình, thấy mình thấy mình nhẹ nhàng luôn trong người, chứ không cần phải ra kêu bo là được đó. Ước mơ hiện tại thì nói chung có số vốn trước mắt để chữa bệnh cho mình, để mình có sức khỏe mình đi làm kiếm tiền lo cho mình rồi xong lo cho con cái nữa là vậy rồi. Được rồi, những bữa tối mà đau vậy đâu có đêm nào ngủ được đâu, nó cứ đau âm ỉ đau hoài, ngồi đa số ngồi ngủ không chứ nằm đâu có nằm nổi, tay chân nó sưng rồi xong bụng nó đau đủ thứ hết, ăn cũng không được, suy nghĩ riết mà bây giờ cũng chả riết hết suy nghĩ nổi luôn. Sau rồi tới giờ là đuối quá rồi, hết nổi. Cuộc phỏng vấn của chúng tôi bị gián đoạn vì anh Hiếu trở mệt, không thể chịu nổi những cơn đau. Anh phải vào chiếc giường nhỏ của mình để lọc màng bụng. Chị gái của anh vội đến xoa bóp giúp anh giảm đau. Nó thấy con khóc con la nhiều lúc nó đau quá, nó không dám kêu được, bóp tay bóp chân. Mà mỗi lần bóp thì nó đỡ được chút xíu, không bóp thì nó rên tối ngày ngủ không được. Làm chị mà thấy em bệnh cũng không có giúp gì được. Bữa mệt quá, chạy ông mưa ra nằm giữa đường luôn, người ta khiêng vô trong, rồi điện thoại kêu ra chở về, lúc nào khỏe thì lắc đi chạy xe tiếp. Nó mổ bụng gì rồi á, giờ sống bữa nào thì hay bữa đó thôi. Ngày nào nó cũng nói là nó muốn về quê thăm con á. Trong đêm muộn, anh Hiếu phải nhập viện cấp cứu vì không chịu đựng được những cơn đau do nhiễm trùng. Ông Cao Văn Hùng,
là cha của anh Hiếu, vừa trở về nhà sau cuộc xe muộn tất tả ngược xuôi lo cho con. Ở nhà, chị Hồng là chị của anh Hiếu, vừa ôm con nhỏ vừa khóc, cầu trời cho anh Hiếu qua cơn nguy kịch này.